Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Mobile Việt. Và hôm nay mình tiếp tục chơi Click Chao Kit để nói chung là tác tiết các cái bộ trang phục đẹp của Liên Quân Mobile. Ở chân này sẽ phải đi hỗ trợ rồi. Đánh Grack này. Grack thì mình cũng chơi rồi. Cũng mới chơi thôi. Ở chân này mình sẽ đánh cái con Pella đi. Con tướng mới nhất của Liên Quân Mobile. Một con hỗ trợ. Một con hỗ trợ rất là tốt. Siêu nhân hỗ trợ. Và sẽ cầm hồi máu cho nó. Rồi trận này sẽ đấu với team bạn là khi có hai rừng luôn. Triệu Vân và Lagarot đi rừng rồi. Team bạn thì danh rất là đẹp nhưng mà có là có hai rừng. Được cái team mình khả năng khống chế thì vô đối rồi. Thì có con Alistair. Alistair tướng khống chế rất bá đạo. Ginder và Pella đều khống chế rất là tốt. Ok, đã vào trận đấu rồi. Và chắc chắn là phải đi hỗ trợ cho AD rồi. Muốn đi solo cũng không được. Chơi Liên Quân thì ai cũng thích mạng mượt thôi. Mạng mượt thì chơi mới gọi là mượt. Canh dùm, ok. Rồi sẽ xem bên bạn ăn bùa gì. Không ăn bùa xanh rồi. Chắc chắn là Lacrosse team bạn ăn bùa đỏ rồi. Rồi sẽ ăn rất nhanh, ăn xong cái con rùa rồi. Thanh niên Violet đánh trúng mình và đi phản đam. Rồi ngất ngay đi. Ngất ngay. Con chim cú làm choáng rất là hiệu quả. Rồi bán đi. Gì ở đây rất nhiều máu thì bạn. Choáng liên tục. Chiêu 2 là một chiêu có khả năng khống chế rất là bá đạo. Anh em ném làm sao mà khi tướng địch nó đứng gần nhau hoặc nó đứng gần quái, mình có thể ném vào con quái hoặc là ném vào tướng địch. Ném quái thì dễ trúng hơn. Từ từ ông Grack team kia ông chát ôn kìa. Chát tất cả kìa. Nộ chiến thuật rồi. Thôi tạm nuôi đi. Mình mà nởn vởn ở trước mặt trụ bị con Grack kéo vào trong trụ được xác định nằm xuống rồi. Cả hai thanh niên thì không có chiêu gọi là chiêu cơ động. Cả thung thủ On và Pella để là tướng không có chiêu cơ động. Rồi một pha làm choáng cho chuẩn xác, bắn luôn, giết luôn ra đây đó. Rồi chạy, ôi thôi bị canh rồi. Tôi chạy thôi. Ôi bị phiêu rồi các bạn ơi. Mình không di chuyển được lại. Ôi shit. Ôi yeah. Ôi xong rồi. Ôi không chạy được luôn. Tôi xong. Điền thế nhỉ. Tự nhiên mạng lag. Chọn đúng thời điểm thế nhỉ. Đúng thời điểm mà team bạn xuống ganh thì mạng lag đấy không thì giết được con bảo kê được đồng đội của pha đấy rồi. Quá nhọ. Quá đen đủi. Muốn đập cái máy quá. Mạng mẽo thế nào tự nhiên gọi là chơi choi mình. Tồi quá luôn. Thế là tự nhiên mất hai mạng. Đang lợi thế với bot team bạn thành mất lợi thế luôn. Quá nhọ. Kéo làm sao mà trúng được. Ok, có chiêu cuối rồi.
Đội team bạn thì có khả năng đang dòng không phải đâu. Đang ở trên rồi. Tập hợp rút lui. Rồi xong, nào của đó thì mình chết rồi. Có làm gì được team bạn không? Chết thằng AJK. Chết thằng AJK, bật chữ cuối lên, chết mạng. Chết rồi, đợt 2. Ôi, bị nó hút các bạn ơi. Thôi, hết đường cho mình rồi. Thôi, bị đập kéo rồi. Ông Grdak, ông đấy hơi thâm đấy. Ông hút mình xong ông đấy kéo mình. Một pha 1-2. Mình ăn mà mình chết một mạng nhưng mà vẫn là team bạn hai người chết vào đấy. Thế mà ông Ginder ông đấy không choáng cho mình để mình chạy được. Chiêu cuối vào con Grdak. Quá nhọ, chế thải mạng rất là nhọ. Mạng đầu tiên thì gọi là tự nhiên là mạng lát. Cái đấy thì không thể cứu được rồi. Rồi, pha này làm choáng thì team bạn làm sao chạy được, còn ngất ngư luôn. Tiếp tục của mạng cho mình. Quá hên, ăn mạng quá hên. Ôi, chủ bắn đau quá các bạn ơi. Tập trung đánh dòng. Team bạn toàn cao thủ đấy, kỹ năng cá nhân này rất là tốt. Rồi một pha hy sinh để đẩy trụ của công thủ On. Công thủ On thì đã bút xong cái trụ ở phía dưới rồi, xong cái pha combat đầu tiên ở giữa đó. Đã lên được xong cái dây chuyền lục bảo rồi. Có dây chuyền lục đảo bảo thì mình nói chung là hồi mana liên tục rồi. Té thôi anh em, té thôi. Hay quá, không bị con Claude, na Claude nó bục à. Hay quá rồi. Choáng rồi. Đúng lúc mình bật chiêu cuối là bị đặt luôn cái chiêu khống chế của con Ajanka. Ui, ông Ajanka ông ấy hơi ác đấy, chơi hơi hiểm đấy. Chết chưa? Chết rồi. Tìm mạng rất nhiều mạng chơi đây. Tiếp tục làm choáng kìa. Ôi, một mạng cho mình này, à không phải. Nói chung là team bạn cứ đứng gần nhau thì coi như là ngất ngư liên tục thôi. Như kiểu là mình cầm một cái phép bổ trợ ngất ngư mà đánh liên tục ấy. Nhà này đi này lại đến 6 lần cơ mà. Đẩy luôn. Và bộ đôi khống siêu khống chế đã hợp nhau rồi. Và đó là Aleter và Pella. Rất hay, Pella đánh rất tốt. Đó, thì bạn bị choáng liên tục luôn. Té thôi. Nagrod này. Giết luôn. Ôi, ông đứng lại xong ông dùng chiêu cuối kìa. Vật chiêu cuối lên. Chết chưa? Chết rồi, rất hay. Cái chiêu choáng của con Pella này khi mà đánh một tướng địch thì gọi là chung là rất là yếu. Nhưng mà tướng địch nó đông thì lại rất là mạnh. Chiêu 1 thì bút máu rồi, siêu phê rồi. Đồng đội có thể thoải mái bút đường. Ôi thôi chết chắc rồi. Dân ca tìm bạn. Nói chung là danh cao thủ thì nhiều khi cũng ngáo thôi. Nhiều khi cũng đánh nỗi mà không phải là trận nào cũng đánh hay được đâu. Ôi kéo trúng đồng đội mình rồi. Này thì hút này, choáng luôn. Truy sát, bật chiêu cuối lên, ăn mạng. Một pha cái nhất mạng, gọi là thần thánh. Với khả năng hút máu, bút máu rất hay. Đó các bạn thấy không? Triệu Vân và Violet làm choáng liên tục. Và trận này thì coi như là có Pella rồi. Đánh ôn đẩy đường thì rất là tốt vì khả năng hồi máu của Pella. Quá sướng luôn. Lại một mạng cho mình. Khả năng last hit mạng là gọi là liền thần luôn. Trận này team bạn nát bét rồi. Thôi xong Nagrod. Xong Nagrod rồi. Ôi, lại mạng kìa.
có chiếu. Trận này vừa hỗ trợ nhiều vừa ăn rất là nhiều mạng. Thôi té thôi. Té về thôi. Đẩy được gọi là chung là nát trụ giữa và gần chết cái nhà chính thì bạn rồi. Mình hỗ trợ 13 mạng rồi. Ăn mạng nhiều và hỗ trợ cũng rất là nhiều. Bị lỗi cái pha đầu tiên đang bị team bạn ganh thì lại đúng lúc là mạng lag rồi. Nếu không thì trận đấu này thì sẽ hay hơn rất nhiều rồi. Ôi cái lịch đã đầu hàng. Vãi luôn. Đang đẩy đường sướng.